xin chào anh em á. Thì hôm nay là Cú sẽ đến với con nick level 70 ở server 236 là gà nai nha anh em. Thì trước khi vào video thì Cú cảm ơn tất cả anh em đã luôn yêu quý và ủng hộ mình, cũng như là xem kênh ủng hộ Cú hay là ủng hộ nick giao dịch trung gian nạp móc rồi cả thanh lý nick rồi mua nick ủng hộ rồi cài thuê van đeo tháng nha anh em. Thì Cú cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mấy hôm nay thì Cú khá là bận cho nên là không có quay được video. Thì ngày hôm nay là mình sẽ lên cho các bạn xem một con nick level 70 ở server 236 gà nai nha. Thì nick này hiện tại là Cú vừa mới nói chung là đang rao bán nha các bạn. Đây là con nick duy nhất mà Cú còn luôn. Tại vì mấy hôm nay thì anh em nói chung là ủng hộ mình rất là nhiệt tình, cho nên là những con nick tầm 1-2M thì về con nào là anh em ủng hộ bay con đó rất là nhanh. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em đang có nhu cầu tìm nick hay là cần thanh lý nick thì các bạn inbox qua Zalo. Những bạn nào inbox Cú qua Zalo thì nhớ là chủ động inbox giùm mình là các bạn cần gì để Cú có thể phản hồi các bạn nhanh nhất có thể nha. Chứ đừng có gửi kết bạn rồi để đó thì Cú cũng không biết các bạn cần gì để mà inbox hỏi nha mọi người. Với lại là cũng có một số bạn là kêu mình inbox để các bạn có thể gọi là xem nick hay là xem bài viết đó. Tuy nhiên thì Zalo của Cú hiện tại nó đã đầy bạn bè rồi mọi người, cho nên là mong là anh em thông cảm. Thì các bạn cần gì thì các bạn cứ inbox, Cú sẽ trả lời các bạn đầy đủ thôi. Rồi khi nào tiến hành giao dịch thì mình sẽ xóa bớt để kết bạn nha. Chứ Cú không có thể nào mà kết bạn hết được, mong là anh em thông cảm. Tại vì kết bạn thì rất là dễ, nhưng mà khi mà Cú xóa thì Cú không biết là bạn nào còn cần mình hay không. Và xóa nhầm thì anh em giận này kia nữa. Thí dụ mà lỡ có xóa các bạn nhầm anh em nào á thì mong là các bạn cũng hoan hỷ vui vẻ bỏ qua giùm mình. Tại vì Zalo thì nó đã đầy khá là lâu rồi, mỗi ngày thì anh em kết bạn 10 bạn, 20 bạn, thành ra là không thể nào chấp nhận được hết nha. Mong là anh em thông cảm giùm mình. Rồi ok, hôm nay thì Cú sẽ giới thiệu cho các bạn xem một con nick level 70. Và đây là một con nick ở server 236 với lượt chiến là 2.8 triệu nha mọi người. Ở đây nếu như mà các bạn sử dụng wow búa hoặc là sử dụng cho mình super súng nước thì chắc chắn lượt chiến sẽ hơn 2.8 triệu. Hình như là 2.820.000 luôn ấy mọi người. Ở đây thì Cú đang sử dụng cho mình là wow thượng cổ. Thì đây là một loại vũ khí thiên về chỉ số tấn công, phòng thủ và nhanh nhẹn, cho nên là về lực chiến thì nó sẽ thấp một tí xíu nha anh em, nhưng mà cũng là 2.776.000. Và đây là hạng 7 server và con nick này Cú đang rao bán với giá là 7XX nhỏ. Thì nói chung là giá cả mà Cú đưa ra thì chưa chắc nó sẽ là gọi là tốt nhất hay là rẻ nhất, nhưng mà tùy thuộc vào mỗi nơi như thế nào. Thì anh em xem video cảm thấy hợp lý anh em ủng hộ thì anh em inbox, còn không hợp lý thì anh em cứ xem như đây là một cái video show nick vui vẻ giùm mình nha. Thuận mua vừa bán thôi, cho nên là không có gì mà phải chê bai lẫn nhau rồi dẫn đến những cái lời gay gắt với nhau nha các bạn. Cú thì rất là thoải mái về cái việc mua bán và nói chung là mình được giá thì mình thu, còn không được giá thì không thu, và ngược lại các bạn cảm thấy hợp lý giá thì các bạn mua ủng hộ Cú, còn không hợp lý thì các bạn có thể đợi những con nick khác. Tại vì về giá cả, về mọi thứ thì mỗi nơi mỗi người làm nó sẽ khác nhau, và có thể là mỗi chỗ thu nó cũng sẽ có giá khác nhau, cho nên là mong anh em đừng so sánh và cũng đừng nặng lời, tại vì không ai ép được ai nha các bạn. Rồi ok, ở đây thì các bạn cũng thấy cho Cú là 2 Venus đã cộng 8 và 2 Hạnh Phúc cũng đã cộng 8 nha mọi người. Và nhẫn kim cương thì là cộng 6. Và hiện tại kho vũ khí nick này thì cũng khá là đẹp luôn. Tuy là nó không có những cái leo ganh mới ra mắt, những cái vũ khí mới ra mắt, nhưng mà ở đây chúng ta cũng có đầy đủ cho mình, đó chính là wow thượng cổ nè, rồi wow búa, wow ná gà, rồi wow boomerang, rồi super karaoke. Thì đa số ở đây thì mấy cây wow là các bạn sẽ gia hạn là 5.000 xu thường hoặc là 5.000 xu khóa cho 30 ngày sử dụng. Còn lại cây vàng ở dưới đây nè mọi người, như là super karaoke, super xe hơi, super súng nước, super tủ thuốc và những cái loại super cơ bản khác thì đa số là đều đã được gia hạn vĩnh viễn rồi nha anh em. Rất là thoải mái cho các bạn chơi luôn. Còn ở bên túi của chúng ta thì cũng còn khá là nhiều những cái hạnh phúc và những cái lãng mạn cộng 6 nè. Tuy nhiên thì Cú nghĩ là chắc là khó để mà lên chính rất là lâu. Về thời trang thì con nick này hiện tại Cú đang bận những cái bộ đồ khá là đơn giản nha mọi người, do là hết xu gia hạn rồi. Tuy nhiên thì các bạn cũng thấy ở đây là nón quả quýt chỉ số 6 và hộ giáp 72 vĩnh viễn nha anh em. Và ở đây là cái bông tai sắc sảo cũng đã vĩnh viễn. Đây là những cái món hàng mà Cú thấy các bạn hay trông chờ shop giờ vàng để mua nhiều nhất. Và những cái thời trang này hầu như ở thời điểm hiện tại bây giờ không có cái sự kiện nào để vĩnh viễn được nha anh em. Và ở đây thì cũng có cho mình là tóc sang trọng vĩnh viễn nè.
phong tình vĩnh viễn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái set khá là đẹp như là Kim Ngu nha mọi người. Kim Ngu thì các bạn sẽ gia hạn là 1.500 xu cho 30 ngày sử dụng. Nói chung với giá thành này, với một con set chỉ số 10, full 16 thì cũng thấy nó cũng rất là hợp lý, không quá đắt nha mọi người. Rồi ok, ngoài ra thì chúng ta cũng có set công chúa kẹo ngọt nè, rồi bá tước Dracula, rồi tia chớp và kể cả là hắc kiếm sĩ. Hắc kiếm sĩ thì các bạn sẽ gia hạn rẻ hơn một xíu, đó chính là 800 xu cho 30 ngày. Thì tùy thuộc vào anh em thích set nào thì anh em gia hạn set đó. Về đạo cụ thì đây là một con nick VIP 12, thành ra là ở bên túi thì các bạn thấy đá giáp vàng cơ bản là vũ khí còn 4.800 viên, áo là 6.500 viên và nón là 3.800 viên. Tuy nhiên thì nó còn ở trong kép nữa, một lát thì Cú sẽ vào kép cho các bạn xem ha. Ở bên đây thì đa số là những đồ linh tinh nha. Về phần chỉ số thì thật sự là Cú cũng không biết đối với một con 70 với lực chiến là 2.8 triệu thì chỉ số như thế này nó có mạnh hay không. Tại vì hiện tại thì chúng ta đang sử dụng là vũ khí wow thượng cổ kèm với đó là bét rắn ha. Thì về chỉ số này nó sẽ thay đổi, thường thường thì anh em sẽ kết hợp super karaoke hơn, nhưng mà do là đổi gió á mọi người cho nó vui. Ở đây thì tu luyện của chúng ta thì tuy là có thể lên được level max luôn á, nhưng mà không có đủ anh em ơi, khổ quá. Tại vì lên tầm này thì rất là cao rồi, rất là cần nhiều bình tu luyện lắm. Mà anh em nào không chuẩn bị là hầu như sẽ giống như cái nick mà Cú đang quay đây, nó sẽ không có lên được nhiều. Về phần ngọc thì đầy đủ cho các bạn một bộ ngọc cam, thậm chí là hai bộ luôn các bạn. Đây bên túi rất là nhiều ha. Rồi về phần bét thì chúng ta đang sử dụng là bét rắn và đã đột phá là level 100, và tư chất của chúng ta là 48, 38, 50 và nhanh nhẹn là 46. Nói chung là ở đây cũng thiên về úp phòng thủ hết các bạn. Rồi tiếp tục đó, chúng ta sẽ đến với cái phần là chiến văn. Chiến văn thì tổng điểm của nó sẽ là như thế này. Rồi hồn sao, hồn sao thì con nick này sở hữu cho mình là hồn sao mơ mộng 2 sao nha. Ở đây thì Cú xin chụp màn hình cái để lát làm lấy ảnh luôn nha mọi người. Ở đây là hồn sao mơ mộng là 2 sao. Rồi ok, chúc phúc thì đã hiện tại là max level 15 rồi nha các bạn. Những cái cơ bản đa số đều đã max rồi. Về đá cảm thì các bạn nhìn thấy ở đây là đa số là chúng ta cũng đã đều full 14 rồi, và vẫn còn một viên máu 13. Tuy nhiên viên hồi phục thì Cú nghĩ là nó cũng không quá quan trọng đâu. Ở đây các bạn cũng thấy chỉ cần tìm được một viên 12 nữa thì chúng ta cũng sẽ lên thảm full 14 thôi. Đây các bạn. Rồi tiếp tục đó sẽ là kết hôn. Kết hôn thì hiện tại là level 42. Rồi thần khí thì đã tối đa. Bí điển, cái này thì Cú không có rành nha, cho nên là anh em có thể gọi là tự chiêm ngưỡng, chứ Cú không có rành cái bí điển này, cho nên là cũng không biết giải thích như thế nào. Rồi tiếp tục là về phần đúc. Đúc thì hiện tại là 18, 16, 16, 16. Đa số là full 16 và được cái đầu là 18 ha. Chắc là bạn này lười cho nên là đa số là úp cái đầu thôi. Sức mạnh dũng sĩ thì hiện tại là level 27 nha anh em. Rồi thám hiểm danh trại thì hiện tại chúng ta đang ở trại 10, và cái của chúng ta là level 78, 80, 76 và 66 ha. Nói chung là nick này thì nhìn sơ qua thì cũng được thiên về phần thủ khá là nhiều đó anh em. Bây giờ để Cú tiêu diệt cái này cái coi. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái phần là bảo vật ha. Thì đây là một trong những phần mà anh em cũng khá là quan tâm. Bảo vật thì chúng ta cũng đã có cho mình cái giáo gừng xanh đã max level 50. Và ngoài ra thì chúng ta đang sử dụng cho mình là cái vật tổ tà thần, thiên về nhanh nhẹn và phòng thủ ha. Theo như Cú nhìn thấy thì đa số là sẽ thiên về chỉ số phòng thủ và nhanh nhẹn, và level cũng khá là cao nha. Ở đây thì có cả rìu Minotaur cũng là tấn công và may mắn, cái này thì hơi thiên về lực chiến. Ở đây cũng là phòng thủ và hồi phục ha. Giáp sói ma thì nó cũng là phòng thủ và hồi phục, tuy nhiên thì không có được sử dụng, thì tùy vào anh em thôi. Anh em cũng có thể gọi là thích sử dụng về cái gì thì anh em có thể thay đổi nha. Rồi kép sắt của chúng ta thì hiện tại các bạn nhìn thấy đây, đá giáp vàng áo nón thì chúng ta vẫn còn trong đây là khoảng 10.000 viên áo và nón giáp vàng ha. Mảnh bét thì thôi rất là nhiều, 4.800, 3.200, 5.200 mảnh, 3.557 mảnh. Quá trời nha. Cái này mà rơi vào những cái nick mà level bé thì úp chắc phê lắm ha mọi người. Rồi khí hồn thì chúng ta cũng còn thích nè mọi người. Rồi đá chúc phúc level 5 thì cũng nhiều. Lệnh bài thì thôi quá trời, lệnh bài khoảng 3.500 cái luôn anh em. Rồi ok, thì Cú cũng đã show full con nick cho anh em xem rồi ha. Bây giờ thì Cú sẽ đi dạo chơi giải siêu cấp vài trận nha anh em. Thì các bạn nào cảm thấy ưng ý thì có thể liên hệ với Cú sang Zalo hoặc là Facebook để múc nha. Con nick này Cú đang bán hiện là 7XX nhỏ nha, tức là 7 triệu mấy đó, 7 triệu nhỏ. Thì anh em nhanh tay giùm mình. Ôi trời, sao cho gặp một con level 20 nhờ. Rồi bạn ấy thoát luôn rồi anh em.
Do là con nick này thì nói chung là cũng ít đi giải siêu cấp á. Hôm nay thì Cú mới rảnh để vào lại con nick này để quay cho anh em xem. Thì con nick này đáng lẽ là Cú đã bay khoảng hơn một tuần trước rồi, nhưng mà hiện tại nó lại hoành trở lại rồi. Ôi, bạn này có cái set xinh thế nhở. Cái set này mà đi chung với cây cung thì chắc nhở. Dù cho bạn VIP ở 30 cỡ nào, nhưng mà khi mà gặp 70 thì mình cũng gọi là có nhiều hàng hơn nha các bạn. Đấy, chứ thật sự là bạn pin này nếu mà ở 30 mà gặp bạn ấy thì cũng hơi bị khó nuốt nha mọi người. Do là chúng ta là kiểu như là cá lớn nuốt cá bé thôi, chúng ta 70 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh em cũng thấy là mấy bạn 4X, 5X phải gọi là rất là khủng bố về cái phần lực chiến luôn. Thôi, mới vừa gáy là đã gặp một bạn ở gà 14 rồi. Ủa? Cú sẽ tung ra cho mình là một pha siêu cao nha các bạn. Liên kết luôn, để bắn ra con cá heo rất là xinh. Vũ khí thượng cổ thì cũng là một trong những vũ khí mà Cú rất là yêu thích. Tuy nhiên cái hạn chế ở vũ khí này đó chính là về phần gốc. Phần gốc của nó thì sẽ khá là thấp nha mọi người. Tuy nhiên thì các bạn đối với những cái đít to như thế này thì về phần lực thể lực nó rất là nhiều, cho nên là chúng ta vẫn có thể gọi là di chuyển được để tìm ra cái vị trí ổn định ha. Tuy nhiên thì Cú vẫn khuyên anh em là sử dụng combo Kara kèm với đó là bét rắn thì nó sẽ ok la hơn. Còn những cái vũ khí khác thì chủ yếu cho các bạn đi rồi là xả chết giống Cú thôi, trải nghiệm thôi. Tầm này thì chúng ta đi cũng chưa lo lắng lắm. Có thể là video sau thì mới bắt đầu gọi là gặp những bạn khủng bố hơn. Tại vì video này thì nói chung là cuối tuần rồi mà vẫn còn ở gà 18 thì thật sự quá tệ đối với cái con 70 này, do là không đi á. Chứ tầm nick này thì chúng ta cũng sẽ lên được khoảng đâu đó là gà 13, 12 ha. Đây, nhưng mà nó xếp cũng rất là công bằng nha anh em. Hẩm bà lằng thiệt chứ. Ôi trời, bắn trước Cú luôn kìa mọi người. Bây giờ mấy bạn 4, 5 ít phải gọi là rất là khủng bố. Chúng ta ở level 70 và VIP 12 thì hầu như là chỉ để cướp phó bản thôi, chứ còn về lực chiến thì cũng khó mà có thể so sánh được. Và đây là một pha 5 năm rất chuẩn xác đến từ vị trí của bạn 53. Bây giờ 53 hay 52 gì á mọi người, bắn rất hay nha. Nhưng mà rất đáng tiếc là Cú sẽ có tên trong tình huống này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ nhả băng nha mọi người. Đóng băng chứ quên là nhả băng. Bật skill. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng full down. Ui, rất nhẹ nhàng và tình cảm nha. Nhưng mà đối với con 70 này thì Cú nghĩ anh em nào mà chê nó cùi, chứ theo như bản thân Cú thì giá với 7XX ở thời điểm hiện tại quá là ngon. Một con nick như thế này nó vẫn chưa bằng 1/2 móc nạp của các bạn luôn. Full móc như là những bạn full móc thì hầu như là một lần full móc của họ là rơi vào khoảng là tầm 18 củ. Tại vì từ móc 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu và cả 10 triệu là đã 18 củ rồi, chưa tính những cái nhỏ nhỏ. Cho nên một cái con nick như thế này nó chưa đến nửa cây móc luôn thì để anh em gọi là để quẩy sảnh hay là kéo phó bản hay là chơi trải nghiệm thì rất là tốt, rất là ngon đối với những anh em mà gọi là thích nhanh gọn, thích chơi giải trí nha. Còn những anh em mà thích tự tay lên á thì nói chung là những anh em nào mà thích nạp như những cái con 40 mà Cú quay trước là bạn chủ nick thích nạp thì chúng ta không thể nào gọi là thuyết phục được đâu anh em. Tại vì họ thích là tự trải nghiệm và lên từ từ con nick của họ tạo ra. Thành ra là nó sẽ có hai cái cách chơi khác nhau. Bởi vậy tại sao mà khi mà mình up video lên thì mình sợ, rất là sợ các bạn vào gọi là buông lời nặng nề đối với những bạn mà nạp nhiều mà cái nick nó không lực chiến, nó không được gọi là VIP á. Thì nói chung mỗi người một cách chơi nha các bạn. Không có những cái bạn mà nạp mạnh như vậy á thì làm sao mà có những cái con nick VIP 12 như thế này. Nói chung là mỗi người nuôi một chút thôi. Tại vì ai cũng nghĩ mua nick thì chắc chắn là những cái server sau này sẽ không còn những cái nick mạnh nữa. Cho nên là không thể nào mà là game nó sập luôn á mọi người. Cho nên là vẫn cần những bạn mà thích tự chơi như vậy để có gọi là kinh phí duy trì. Với lại sau này những cái server mới nó cũng sẽ có nhiều cái con nick mạnh vượt phá lên game mà anh em. Quên nữa, gà 15 Cú quên mua cái thắt lưng nữa mọi người. Thôi lỡ rồi, chắc là tầm này thì không bị sụm nụ đâu. Xong trận rồi ra mua luôn. Cá chà bu.
Thì các bạn, thể lực là bao sân luôn. Đấy, không cần phải đo gốc nha. Những anh em nào mà không bắn chuẩn thì có thể múc con nick này về, và các bạn có thể bò từ màn hình này sang màn hình bên kia luôn nha, sang tới đối thủ luôn. Tuyệt vời. Để cô mua cái thắt lưng các anh em ơi. Ôi mạng lắc nhờ. Mai thứ hai là đã reset lại rồi, cho nên là hôm nay thì chúng ta mua cái thắt lưng. Tuần sau thì để xem là cú có thời gian không, thì cú sẽ quay nguyên tuần cho anh em xem. Dạo này thì nói chung cũng khá là bận, cho nên là không có online được nhiều á các bạn. Video hình như cách đây cũng 5-6 ngày rồi mình mới quay một cái nhờ. Ôi, đặt tên gì chướng nhờ. Bay lên thôi anh em. Rồi xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng skill nha. Hiện tại là gió đang gọi là ủng hộ chúng ta đó mọi người. Đang gọi là gió ngược nha. Xuyên giáp và cả bạo kích luôn. Tuyệt vời. Hơn 100k máu cho một tia nha các bạn. Rồi bây giờ thì cô sẽ đi nốt một trận này nữa, và sau đó thì cô sẽ kết thúc video nha. Cảm ơn anh em đã luôn yêu quý và ủng hộ cô rất là nhiều. Và các bạn cần gì thì liên hệ với cô sang Zalo giùm mình. Ôi trời, bắn trước luôn nhờ. Combo lựu đạn kèm với đó là bét hưu nha anh em. Ủa sao sử dụng bia bơm và 50 hay là tên ảo hả các bạn? Sao chúng ta nãy giờ bị tên ảo nhiều thế nhờ? 15, 16. Sao chết rồi anh em ơi. Hình như là bị hụt một xíu rồi. Trận này cú hơi ẩu khi mà không tung ra cho mình là pha băng ha các bạn. Rồi, ngon lành. Đây, có bia bơm thì cứ xài đó anh em ơi. Sĩ diện làm gì? Bệnh sĩ là mít sắp mặt luôn nha anh em. Rồi, phóng phi thiền qua thôi, thịt thôi. Đấy, ngon cơm. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi anh em ơi, ảo ma rồi. Khá là ẩu ha. Và vừa rồi là một pha băng gốc khá là thấp, thành ra là cú không có tung ra cho mình là một pha băng chuẩn xác được, mà bị cho mình là x2 rồi. Chúng ta không có mang miễn kháng nha anh em. Đừng bị phong ấn nha. Ok là. Rồi thì video của cú đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cho mình thương mại thêm một lần nữa là anh em cần gì thì inbox sang Zalo. Nhớ là chủ động inbox giùm mình. Và đây là con nick level 70 ở server 236 nha các bạn. Với lượt chiến là 2.800.000, với combo là Kara và bét rắn. Và giá thành mà cú đang bán ra là hơn 7 triệu xíu, tức là 7 triệu nhỏ đó, hơn 7 triệu 7 triệu tiểu học đó mọi người. Thì anh em nào cần múc ngay thì các bạn liên hệ sang Zalo giùm mình. Rồi bye bye, và hẹn anh em ở video sau. Chúc anh em là sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Bye bye.